chấn động, thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, sự thật tuyệt vời về tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, lộc trời ban xuống. Tiền về tới tấp, giàu sang phú quý bám thân, cuộc sống giàu sang, an nhàn sung sướng, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ bật mí về một giai đoạn vô cùng may mắn dành cho những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch đã đến gần và mang theo những cơ hội vàng, những khoảnh khắc thần kỳ mà nếu nắm bắt được, cuộc sống của bạn sẽ tràn đầy tài lộc và hạnh phúc viên mãn. Đặc biệt, chúng tôi sẽ nói về thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, một khoảng thời gian cực kỳ quý báu mà bạn không nên bỏ lỡ trong cuộc sống. Có những thời điểm đặc biệt, những giai đoạn mà vũ trụ dường như đứng về phía chúng ta, mang đến những cơ hội tuyệt vời để thăng hoa và phát triển. Và với tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 này, chính là một trong những giai đoạn như thế, được dự báo sẽ xuất hiện thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Đây là thời điểm mà nếu biết cách tận dụng, bạn sẽ nhận được vô vàn tài lộc và niềm vui. Bạn có bao giờ tự hỏi, làm thế nào để biết được những cơ hội lớn đang đến? Hay làm sao để chuẩn bị tinh thần và kế hoạch để đón nhận những điều tốt đẹp? Hãy cùng chúng tôi khám phá và tìm hiểu chi tiết. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quý báu về thời điểm vàng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, những dấu hiệu và cách thức để tận dụng tối đa vận may này. Quý anh chị tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thân mến, cao nhân xưa có dạy, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, thế nên sống ở đời, có người thì khẳng khái, độ lượng, bao dung, nhưng cũng có kẻ suốt ngày quanh co, sau đó tính toán, có những việc bạn càng khẩn trương thì càng mệt, càng cưỡng cầu lại càng dễ mất đi, thế giới rộng lớn, lòng người khó đoán, thế nên bậc quân tử gặp phải những kẻ tiểu nhân ác cũng là điều dễ hiểu. Trời đã định sẵn, trong số 12 con giáp có tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 là con giáp mang số mệnh đắc tài phú quý, nhưng cuộc đời lắm chông gai, trên con đường dẫn tới thành công, họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Trong hơn quá nửa cuộc đời vừa qua, Kỷ Mùi liên tiếp gặp hạn đổ ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Dày nửa đầu năm 2024 vất vả, cực nhọc, rồi cố gắng tích lũy, rồi liệu đến giữa năm, cụ thể là từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 sẽ như thế nào? Sướng hay khổ, cuộc sống lên hương giàu sang phú quý hay dẫn nghèo khổ mà kiếp mãi không ngóc đầu lên nổi, hãy theo dõi đến cuối của lá số tử vi ngày hôm nay để biết được câu trả lời Kỷ Mùi nhé. Theo tử vi học, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh riêng, không phải ai sinh ra trong nghèo khổ, túng thiếu thì sẽ sống như thế đến hết cuộc đời. Đời người sẽ trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau, sẽ có lúc bạn cảm thấy cuộc đời có rất nhiều cơ hội tốt lành. Nhưng cũng có lúc cuộc đời rơi vào bế tắc, phải đối mặt với những giông bão lớn, buộc bạn phải mạnh mẽ, kiên cường hơn thì mới có thể vượt qua. Mới đây nhất, khi xem tử vi 12 con giáp, thì tuổi Kỷ Mùi 1979 chính là như vậy. Họ thường phải gánh chịu rất nhiều vất vả từ khi còn nhỏ, tưởng như cả đời sẽ không thể thoát khỏi vận kiếp nghèo khổ, túng thiếu. Nhưng bước vào từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, nếu biết và tránh được những tai ương sẽ nói sau đây, con giáp Kỷ Mùi sẽ bất ngờ được bề trên nhắc mệnh. Vào những ngày khó khăn nhất, thì vận may ập đến đập thẳng vào mặt, khiến bản mệnh vô cùng sung sướng. Quý bản mệnh chỉ cần ghi nhớ duy nhất những điều này là đường quan lộ hanh thông. Tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này sẽ mưu cầu như ý, trở cầu như nguyện. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Kỷ Mùi 1979 thuộc mẫu người trực tính, phúc hậu, cẩn thận, chu đáo, mang nhiều hoài bão. Đặc tính của can kỷ, một số Kỷ Mùi ít muốn đảm trách đại sự, thích an phận thủ thường. Người tuổi Kỷ Mùi 1979, mệnh thiên thượng quả, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi điều thiếu suy nghĩ, dễ làm mất lòng người khác, bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại hay đặt bẫy ai,
Kỷ Mùi luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Người thiên thượng quả rất công bình, chính trực, hào sảng. Số nạp âm thiên thượng quả mà có nhiều các tinh tại mệnh. Nếu đứng ngôi chủ và thời bình bằng dân thiên hạ được nhờ, nhưng thiên thượng quả mạng Kỷ Mùi là mặt trăng, tính chất nhu hòa, lắm khi lại lạnh nhạt và vô tình. Họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy, những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới. Tuổi Kỷ Mùi là những người thiên sống về nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác. Họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với Kỷ Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một người sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái, làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Kỷ Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tính cách của người Kỷ Mùi khá thăng trầm, thận trọng trong mọi việc. Dù tâm hồn mơ mộng, yêu thích tự do, nhưng họ làm gì cũng có quy củ theo từng bước, chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng, chăm sóc cho mọi người, nên hiếm khi xảy ra tranh cãi, bất đồng gì lớn. Người này tính tình hướng nội, hay lo lắng, nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Tính cách người tuổi Kỷ Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu. Chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã, tủi thân. Nhưng có buồn phiền thì họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng, khi lạnh. Với người mình yêu, Kỷ Mùi không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người yêu, có phần nhút nhát, dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Khi đã đem lòng yêu ai, là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu. Dù phải từ bỏ công việc, học hành thì họ cũng không màng. Dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào, họ cũng không tính toán, nhẫn nhịn hết mức. Đến khi kết hôn rồi thì tình cảm lại càng thắm thiết hơn, luôn một lòng một dạ cùng người ấy gây dựng tổ ấm gia đình. Người tuổi Kỷ Mùi rất chính trực, vị tha, hiền lành, độ lượng. Chính vì vậy, khi có những việc quan trọng thì họ rất khó quyết đoán, dứt khoát. Nếu gặp phải khó khăn thì rất hay lo lắng, bi quan, đau khổ. Họ không muốn gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Kỷ Mùi thường rất được mọi người yêu mến vì sự từ tốn và tính cách hiền dịu của họ. Họ là những người sâu sắc, tốt bụng, hay giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Vì thế, họ luôn được đền đáp xứng đáng trong cuộc sống. Thực tế những người này rất may mắn trong sự nghiệp và chuyện tiền bạc. Họ là những người có tuổi thơ êm đềm, đẹp đẽ, với cuộc sống sung sướng, đủ đầy tiện nghi. Khi lớn lên, cuộc đời của Kỷ Mùi có nhiều biến động, đặc biệt về vấn đề tình cảm. Họ trở nên trầm lặng và khép kín bản thân hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian này cũng mau chóng qua đi, rồi tuổi Kỷ Mùi sẽ gặp được người bạn đời phù hợp và xây dựng một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vĩnh cửu. Tuổi Kỷ Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ hão huyền hoặc xa rời thực tế. Họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát, trong lành của thế giới tự nhiên, cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư dẫy dùng giữa biển khơi. Kỷ Mùi khó có cuộc sống giàu sang, phú quý, nhưng họ cũng không bao giờ phải chịu nghèo khổ, vất vả. Những người này rất tốt bụng, sẵn sàng sẽ chia tài sản của mình cho người đang gặp khó khăn. Trong công việc, họ rất có trách nhiệm và coi trọng chữ tín. Một khi được giao nhiệm vụ nào đó, thì Kỷ Mùi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất, không bao giờ lỡ hẹn hay phụ lòng tin của ai đó. Tuổi Kỷ Mùi rất biết tôn trọng tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên, mà luôn cố gắng hết sức mình, bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định hành. Sự cẩn trọng, dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ thì họ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng không dễ tin người, mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại,
thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ họ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch. Mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người kỷ mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Nhìn chung, vận số cuộc đời tuổi kỷ mùi có thăng, có trầm. Thời trẻ nhiều vất vả nhưng đa số về già có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên, người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi kỷ mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn, nhưng tuổi kỷ mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bước vào giai đoạn trung niên là lúc vận mệnh của tuổi kỷ mùi thay đổi sang một giai đoạn mới. Tuổi kỷ mùi thường gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Ngoài ra, quan hệ xã hội cũng tương đối tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn không những biết xử lý tình huống khéo léo mà còn biết cách giao tiếp, biết trước biết sau, khiến ai cũng thoải mái, dễ chịu. Nhờ vậy mà bất kể làm việc gì, tuổi kỷ mùi cũng gặp được nhiều may mắn. Mọi chuyện diễn ra đều rất thuận lợi, suôn sẻ, cuộc sống thăng hoa bất ngờ. Sự nghiệp không những ổn định, tài vận dồi dào, mà chuyện tình cảm cũng thăng hoa. Càng lớn tuổi càng sống thoải mái và an nhàn. Tuổi kỷ mùi làm việc khá cẩn thận, chậm chạp, vì nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn với họ. Thậm chí, kỷ mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, kỷ mùi được người khác kính trọng và ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh khi làm việc, tuyệt đối không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi kỷ mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải vì họ không có khả năng, mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu áp lực quá lớn của công việc. Người tuổi kỷ mùi nữ mệnh thường là những người có tính cách mềm mỏng, rất dễ cảm thông và thường tha thứ cho mọi người. Họ không thích việc ganh đua, đấu tranh, chỉ muốn yên bình. Cuộc đời của kỷ mùi nam mệnh được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều. Con đường sự nghiệp dường như không gặp phải khó khăn gì quá lớn, có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều, nam kỷ mùi đôi khi tâm trạng thất thường, dễ nổi nóng. Hãy nên sửa đổi điều này để trở nên hoàn thiện hơn. Xét tổng quan vận trình tử vi tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Vận trình của người kỷ mùi đang trên đà thuận lợi trên nhiều phương diện, cơ hội phát triển bày ra trước mắt. Quan trọng là bạn có chớp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tháng có nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, chú trọng khâu lên ý tưởng, thiết lập kế hoạch. Con giáp này nên dành thời gian để sắp xếp và điều chỉnh lại các dự án của mình, hoặc vạch ra một con đường mới cho tương lai một cách rõ ràng, chi tiết hơn. Điều đó sẽ giúp bản mệnh tránh lãng phí thời gian cho những việc vô bổ. Sự nỗ lực của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Khả năng cao từ nay đến rằm có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Tuy nhiên, xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ, kỷ mùi vẫn nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy tiểu nhân. Tài vận khá dượng, càng làm ăn, buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, rất đáng để chờ đợi. Song bên cạnh đó có hung tinh ám tàn, nên bạn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống dành cho cả nam mệnh và nữ mệnh tuổi kỷ mùi sinh năm 1979 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đối với nam mệnh tuổi kỷ mùi sinh năm 1979, xét về phương diện công danh, sự nghiệp, bản mệnh có một tháng làm việc hăng say và phát huy cao độ với những lợi thế mà mình đang có. Cục diện tam hội thái tuế kết hợp với nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu từ nay đến rằm rất thích hợp để kỷ mùi lên kế hoạch cho chặng đường tiếp theo. Sau giai đoạn thử nghiệm ở những tháng đầu năm trước đó, kỷ mùi cũng nên đánh giá lại những việc mình đã và chưa làm được, từ đó điều chỉnh các dự án cho phù hợp.
năm 2024 Giáp Thìn đã bước sang quý thứ hai. Điều đó cho thấy Kỷ Mùi sẽ cần một kế hoạch chi tiết và rõ ràng hơn trong sự nghiệp cá nhân. Để không lãng phí thời gian cho những việc vô bổ nữa, đừng quá lo lắng những vấn đề bạn chưa hiểu rõ, cũng sẽ sớm có người giải đáp và chỉ điểm để Kỷ Mùi biết mình nên làm gì là tốt nhất. Đặc biệt, các tinh từ nay đến rằm cũng khuyến khích Kỷ Mùi tự tin và mạnh dạn trình bày ý tưởng của bản thân. Người biết chủ động trong công việc sẽ được đánh giá cao hơn hẳn những người chỉ biết chỉ đâu đánh đấy. Thầy Tử Vi cho biết thêm, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, sự nỗ lực, chăm chỉ của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Thực tế trong quá trình làm việc, Kỷ Mùi cũng gặp những khó khăn như người khác, nhưng chính nhờ tinh thần không ngại khó ngại khổ nên đạt được mục tiêu. Trong khi những người khác phải chịu thất bại, nếu có thể giữ vững tinh thần quyết tâm như vậy, chẳng sớm thì muộn, những chú dê cũng sẽ tìm được vị thế xứng đáng với năng lực của mình. Đặc biệt, từ nay đến rằm, Kỷ Mùi còn có cả sao Tả phù và hữu bậc phù trợ, khả năng cao từ nay đến rằm có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác, đó đều là những phần thưởng xứng đáng cho thái độ làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của con giáp này. Nhìn chung, khá nhiều cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là Kỷ Mùi có chấp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không. Tuy nhiên, thiên cẩu hung tinh xuất hiện là điềm báo có thể xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ. Đối phương sẽ tìm cách để phá hoại công sức của Kỷ Mùi bỏ ra bấy lâu. Cũng có thể tung ra những tin đồn thị phi, phá hoại danh dự của Kỷ Mùi. Bản mệnh được nhắc nhở nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy tiểu nhân. Cần phải chú ý cẩn trọng trong công việc cũng như lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ xấu kia tìm được điểm yếu của mình mà khiến công sức bỏ ra đổ hết xuống sông xuống bể. Xét về phương diện tài lộc, nhờ được thiên tài hậu thuẫn nên càng làm ăn, buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ đáng để chờ đợi. Nguyệt lệnh lâm dưỡng báo hiệu vận trình tài lộc của Kỷ Mùi có xu hướng tăng dần, chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, vận khí đang tăng dần, thích hợp để Kỷ Mùi làm những việc quen tay hay đã có kinh nghiệm. Không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt, nóng vội lúc này chỉ khiến Kỷ Mùi dễ nhận về cay đắng. Thầy Tử Vi nhắc nhở Kỷ Mùi đừng quên tháng có thiên cẩu hung tinh hoành hành, không có lợi cho việc làm ăn hay kinh doanh đầu tư quá lớn, độ mạo hiểm và rủi ro cao. Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, Kỷ Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu. Hòa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở tuổi này đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám, Kỷ Mùi nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó. Đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây, làm giàu cần quá trình bền bỉ phấn đấu vào một tầm nhìn xa trông rộng. Kỷ Mùi có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân, song đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục. Với người làm công ăn lương thì từ nay đến rằm, thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Điều này khiến cho những chú dê trở nên bận rộn hơn hẳn, song bù lại túi tiền cũng rủng rỉnh hơn, đặc biệt khi vận khí dần ổn định. Kỷ Mùi sẽ có thêm tả phù các tinh nâng đỡ để thăng tiến dễ dàng, thu nhập sớm được cải thiện. Do đó, Kỷ Mùi hãy cứ xông xáo, đảm nhiệm nhiều trọng trách, đến lúc phù hợp, tài lộc sẽ tự nhiên đầy túi. Ngược lại, nhìn thấy khó khăn mà Kỷ Mùi thoái trí thì mãi nghèo đói, chẳng thể ngóc đầu lên được. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, Kỷ Mùi cũng có một tháng tình cảm ấm êm và hạnh phúc. Vợ chồng Kỷ Mùi có sự gắn kết và đồng lòng, cha mẹ, con cái hòa hợp, gia đạo an yên. Người độc thân có một vài cơ hội gặp gỡ từ nay đến rằm, dưỡng giận sẽ giúp nuôi dưỡng những cảm xúc mạnh trở nên rõ ràng hơn. Mối quan hệ cũng có nhiều điều thú vị. Duyên phận đã đưa bước gặp nhau, nhưng việc cả hai có đi đến đâu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Bên cạnh việc mở lòng mình hơn, Kỷ Mùi cũng nên chú tâm vun vén mối quan hệ. Đừng quá quan trọng ai phải là người chủ động, cảm xúc tới thì hãy cứ để nó được bộc lộ ra, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên, càng gượng ép càng khó mà có được hạnh phúc. Thời điểm này, Kỷ Mùi cũng đừng vì áp lực tuổi tác hay sức ép gia đình mà nhận lời yêu đương hay kết hôn khi không có tình cảm. Sẽ phải hối tiếc sau này, người có đôi có thể xem xét lại mối quan hệ của mình. Nếu thực sự tình cảm đã chín mùi thì chớ nên để cả hai phải chờ đợi lâu. Thêm nữa, hãy nhân lúc tình yêu nồng nàn để nên duyên đôi lứa,
tạo tiền đề tốt cho hôn nhân hạnh phúc sau này. Xét về phương diện sức khỏe, tuy không gặp phải vấn đề nào nguy cấp, song tuổi Kỷ Mùi vẫn cần chú ý chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe mới đạt được thể trạng sung mãn nhất. Kỷ Mùi có thể nhân lúc nguyệt lệnh lâm dưỡng để xây dựng một chế độ luyện tập mới, kết hợp với ăn uống và nghỉ ngơi khoa học. Thói quen tốt này sẽ giúp Kỷ Mùi đẩy lùi được mọi bệnh tật. Đặc biệt, việc đi lại, di chuyển từ nay đến rằm cũng nên hết sức cẩn thận kẻo vướng họa huyết quang do hung tinh quấy nhiễu. Đối với nữ mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, xét tổng quan nhiều yếu tố có thể nhận định rằng tuổi Kỷ Mùi nữ mệnh sẽ có một khoảng thời gian từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch bình yên, nhiều may mắn và thuận lợi. Mọi thứ dần đi vào giai đoạn tích lũy, ổn định, ít xáo trộn mạnh, công việc làm ăn cứ thế tiến triển và mở rộng thêm, tiền bạc cũng gia tăng mấy phần so với trước. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, người làm tư, làm chủ càng có nhiều cơ hội mở rộng, làm ăn phát triển mạnh mẽ, người làm công ăn lương thì cơ hội thăng tiến hoặc tuyên dương. Khen thưởng ập đến lúc nào không hay, rất đáng chờ đợi, sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài lộc tăng tiến rõ rệt. Người làm công ăn lương dễ được thăng chức, tăng lương, còn có khoản thưởng nóng, hoa hồng lại càng không thể thiếu. Người làm kinh tế thu được lợi nhuận ổn định do công việc đã vào guồng, thậm chí khi mở rộng thêm thì tiền bạc không ngừng đổ về túi. Tuy nhiên, năm gặp hung tinh kế đô chiếu, khó tránh những bất lợi, trục trặc trong công việc làm ăn, tiền bạc cũng hao tổn nhiều, thậm chí mất mát, gia đình có chuyện không may, cuộc sống một phen lao đao. Rất cần các yếu tố cứu giải khác để giảm bớt hung hiểm, đồng thời phải luôn nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng, không tin người thái quá, kẻo gặp tai bay vạ gió, tiền mất tật mang. Xét về gia đạo, vợ chồng Kỷ Mùi hòa hợp, đôi bên dần thấu hiểu và thông cảm hơn cho cái khó của nhau, nên những lần mâu thuẫn, tranh chấp có xu hướng giảm hẳn, hai người cùng cổ vũ nhau làm ăn, phát triển sự nghiệp và nuôi dạy con cái, dù có khó khăn hoặc bất trắc nào xảy ra, đôi bên cũng cùng nhau cán đáng, thuận vợ thuận chồng tác bể đông cũng cạn. Từ nay đến rằm, sức khỏe giảm sút trông thấy, bản mệnh dễ bị đau ốm khiến chạy chữa thuốc thang tốn kém, ảnh hưởng tới cả công việc và cuộc sống gia đình, ăn uống giữ mồm miệng, đề phòng nguy cơ bị ngộ độc thực phẩm, nguy hiểm tính mạng. Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 và cẩm nang dượng vận của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Điềm báo tử vi cho thấy rằng vận trình của người tuổi Kỷ Mùi có nhiều điều khởi sắc, mang lại cho bản mệnh không ít niềm vui. Tuy nhiên, bản mệnh cũng không nên vui quá đà, vì mọi thứ chứ chỉ mới đang ở mức tạm ổn, chứ chưa thật sự đảm bảo chắc chắn như bạn tưởng đâu. Nhất là khi trong ngày đầu có sự xuất hiện của thương quan, có thể khi thấy mọi việc có phần suôn sẻ nên con giáp này trở nên chủ quan, không tập trung cao độ nên dễ để xảy ra sai sót, để rồi khi hung tinh này bất ngờ xuất hiện khiến bạn không kịp trở tay, do đó, làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Thêm đại hao hung tinh vẫn luôn rình rập, nên thời điểm này bản mệnh dễ phải chi ra một khoản tiền không nhỏ cho những chuyện chẳng đáng. Vấn đề tài chính không thể chủ quan, bởi chỉ một phút lơ là bạn cũng có thể đánh mất khoản tiết kiệm mà bản thân nỗ lực tích góp bấy lâu. Một điểm sáng không thể bỏ qua với Kỷ Mùi trong thời điểm này là chuyện tình cảm đang tiến triển khá tốt. Người độc thân có nhiều cơ hội tiếp xúc, giao lưu để tìm đối tượng phù hợp. Nếu đã kết hôn, đôi lúc mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, nhưng hai người vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng và yêu thương, nên xung đột qua rất nhanh. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân. Màu sắc may mắn: nâu, vàng. Con số may mắn: 96, 45, 30. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Người tuổi Kỷ Mùi đón cát vận khá lớn, báo hiệu may mắn ngập tràn trong những ngày này, giúp cho bản mệnh có được một khoảng thời gian tâm tình nhẹ nhõm. Sau những vất vả lúc trước, ngày đầu những chú dê vẫn phải đối mặt với kha khá rắc rối, nhưng may mắn có sự giúp đỡ của bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp, nên vấn đề được tháo gỡ. Các hạng mục công việc quan trọng nên sắp xếp triển khai ngay vào thời điểm ngày cuối, khi có chính quan chống đỡ, được cấp trên bảo ban, đồng nghiệp hỗ trợ, nên mọi việc được giải quyết khá êm gọn, kết quả đạt được vẫn rất khả quan.
Về vận trình tài lộc, dù được thực thần che chở vào ngày đầu để các hoạt động cầu tài đạt kết quả như mong muốn, nhưng trong thời điểm này có cả tiểu hao hung tinh nhập cục, khiến bản mệnh kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu xài khoản không nhỏ. Dù thế nên tài chính vẫn khá bấp bênh, tốt nhất bản mệnh nên có kế hoạch rõ ràng hơn để bảo vệ nguồn tài sản mình đã vất vả kiếm được. Dù bận rộn đến đâu, Kỷ Mùi cũng nên dành thời gian quan tâm đến nửa kia nữa nhé. Đường tình duyên của bản mệnh không bấp bênh nhưng cũng không được sáng cho lắm. Tình cảm đôi lứa dễ phai nhạt theo thời gian khi không còn được vun đắp, hâm nóng thường xuyên. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão, tiểu nhân là tuổi Thìn và tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: vàng, xám. Con số may mắn: 22, 76, 90. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng, và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi. Tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất. Còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.